cổ nhân dạy, người khôn tuyệt đối đừng khoe khoang bốn điều này dù chỉ một lần. Quý vị thân mến, đời người có một nghịch lý, người càng biết ít thì càng nghĩ rằng mình biết tất cả mọi thứ, còn người biết nhiều thì cảm thấy rằng họ biết ít nên chỉ im lặng. Tương tự như vậy, người càng giàu có càng khiêm tốn, người càng vô dụng càng mặc sức khoe khoang. Dưới đây là bốn kiểu người nông cạn thích khoe khoang, trong khi người khôn ngoan lại giữ cho riêng mình. Thứ nhất là đừng khoe khoang khả năng của mình tài giỏi xuất chúng ra làm sao. Tâm lý của những người này là muốn thể hiện sự tài giỏi của mình trước mặt mọi người để chứng tỏ mình không phải kẻ vô dụng. Nhưng trên thực tế, những người càng phô trương thế này thì càng chứng tỏ họ là một người vô dụng bất tài. Thực ra những người kém cỏi này, những việc họ làm cũng chẳng có giá trị gì đối với chính bản thân họ. Vậy chẳng có lý do gì nó lại có thể mang lại giá trị cho người khác. Càng khoe khoang thể hiện như vậy thì càng làm giảm giá trị của bản thân bị người khác coi thường. Nếu muốn khoe khoang mình tài giỏi, muốn phô trương những gì hơn người của mình, chỉ làm người khác thấy họ thật huynh hoang và tự cao, dần dần chẳng còn ai muốn nghe họ nói nữa. Thứ hai, đừng khoe tiền bạc. Tiền bạc chính là một vấn đề lớn, chúng ta nhất định phải xử lý cho thật khéo léo. Chúng ta nên thể hiện sự giàu có của bản thân theo cách nào đó, nhưng để mọi người không mỉa mai, khẩu nghiệp về số tiền mà bạn có, thì nhất định bạn phải biết cư xử thật tinh tế. Suy cho cùng thì lòng người khó lường, có không ít người mất trắng sự nghiệp, gia đình đổ vỡ chỉ vì bản thân thích khoe tiền. Là người trưởng thành, khôn ngoan thì thay vì khoe tiền thì bạn có thể mua những bộ quần áo đắt tiền, nhà sang trọng để ở. Trong quá trình này, những người khác nhìn vào có thể thấy được sự giàu có của bản thân mình. Trong quá trình này, những người khác có thể từ từ khám phá ra sự giàu có của bạn, nhưng xin đừng cố gắng khoe khoang. Đăng một số hình ảnh về ngôi nhà sang trọng của bạn hoặc cố tình khoe bộ cánh đắt tiền chính là điều không cần thiết. Hãy xây dựng cuộc sống của mình với hình ảnh giản dị nhất có thể. Trên hết, việc bạn khoe tiền của bản thân với người khác cũng chẳng mang lại cho bạn điều gì. Ngược lại, những người khác sẽ ganh tị, tức giận với bạn. Trong trường hợp này, bạn chớ nên khoe khoang mà hãy sống khiêm nhường, bảo vệ bản thân một cách cần thiết. Thứ ba là đừng khoe khoang quá khứ đã qua. Những người chưa thực sự thành công thì họ sẽ không tự mãn hay tự hào về những giá trị mà bản thân đạt được trong quá khứ. Lúc nào cũng nghĩ về tương lai và không ngừng làm mới những thành quả trong tương lai. Họ sẽ không ham hố những thứ được và mất trong quá khứ, mà chỉ chú ý đến những thay đổi ở sau này. Một người nghiện thành tích trong quá khứ chỉ có thể trở thành người tí hon, biết di chuyển chứ không phải là một người trưởng thành. Biết suy nghĩ, kết thân với người như vậy sẽ kéo chính chúng ta vào hố sâu của sự hão huyền. Thứ tư là đừng khoe quyền lực. Kiểu thể hiện này cho thấy trái tim và khối óc của họ rất trống rỗng. Những người thực sự quyền lực không có thời gian để nói rằng họ có quyền lực. Họ rất khiêm tốn. Họ cũng chẳng bao giờ để lộ danh tính của mình cho người khác biết. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là những điều mà những người không có năng lực, tầm thường, kém cỏi hay khoe khoang trước mặt người khác. Thậm chí, những người này còn có thể dành cả buổi để khoe khoang rằng mình quen biết ông này, bà kia, có thể làm được điều to lớn như thế này. Tuy nhiên, sự khoe khoang này thực tế chẳng mang lại giá trị gì cho họ, càng không nâng tầm của họ lên được, mà ngược lại khiến họ trở thành những kẻ vô dụng, tầm thường trong mắt người đối diện. Vốn dĩ từ xưa đến nay, không khoe mẽ, không thổi phồng là tư thế tốt nhất. Những người thực sự mạnh mẽ luôn âm thầm làm mọi việc. Họ biết cách hội tụ, biết dè dặt và biết cách cân nhắc, lựa chọn,
Bằng không, càng tự mãn sẽ càng dấy lên đố kỵ và ghen ghét của người khác, dẫn đến kết cục đáng tiếc là bị chỉ trích, chối bỏ và cô lập. Quý vị thân mến, câu nói đẹp sẽ đi vào lòng người, câu nói xấu sẽ hủy hoại một người. Thế nên, cách nói chuyện và thái độ của bạn có thể quyết định thái độ của người nghe với bạn. Không thể không nói rằng, nói chuyện là một loại nghệ thuật, cũng là một loại trí tuệ. Những người biết cách ăn nói sẽ mang đến cho người khác cảm giác thoải mái, gần gũi và đáng tin cậy. Ngược lại, những người thiếu kiềm chế, gặp gì cũng nói, có ngày họa từ miệng mà ra. Sống trong xã hội này, không phải chuyện gì bạn nghe được cũng nên truyền tai lại cho người khác. Có nhiều lúc chỉ nên giữ câu chuyện đó cho riêng mình. Người càng trí tuệ càng học được cách nói ít làm nhiều, tự mình học cách tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực. Những người thực sự thông minh không bao giờ thể hiện bản thân quá mức. Trái lại, sự khiêm tốn làm nên trí tuệ và sự tự tại từ chính họ. Là một người trí tuệ, chúng ta nên học cách che giấu bản thân, đừng cái gì cũng thể hiện hết ra ngoài. Như vậy, rất dễ bị người khác nhìn thấu. Đạo làm người là một điều rất quan trọng. Nó góp phần giúp chúng ta tiếp cận người và việc một cách nhanh chóng hơn. Cư xử khéo léo chính là cách kéo gần khoảng cách giữa người với người. Như vậy, trên con đường tương lai, bạn nhất định sẽ gặp được nhiều người yêu mến, thậm chí là quý nhân đến giúp đỡ bạn. Những ai không biết linh hoạt trong cách đối nhân xử thế chính là đang tự mình thu hẹp cuộc đời của mình. Người biết đạo làm người thì tự nhiên có thể hòa hợp với cả thiên hạ. Năng lực thích nghi với hoàn cảnh, với môi trường mới, cách bạn cư xử với người khác chính là tiền đề để quyết định xem bạn có thể đi bao xa ở tương lai. Khi bạn nghèo, khoan sợ hãi, bởi lẽ nghèo không phải cái tội. Một khi bạn không chịu thay đổi, thì điều đó mới thực sự đáng sợ hơn nhiều. Chỉ khi bạn biết thay đổi, biết vươn lên, mọi chuyện mới ngày càng tốt đẹp hơn. Những người thông minh không phải sinh ra đã nắm trong tay quyền cao chức trọng, mà vì họ dựa vào đầu óc linh hoạt, cộng với tài hành xử, ăn nói mà ghi điểm trong mắt mọi người. Biết cách ứng xử và linh hoạt có thể tạo ra một thế giới rộng lớn hơn. Vì vậy, người thông minh luôn biết đối mặt với chính mình, tự hoàn thiện mình và thay đổi chính mình để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Người thông minh luôn biết cách diễn đạt uyển chuyển, ăn nói khéo léo và cẩn thận khi thốt ra từng lời nói. New Sengru là một học giả tài năng vào thời nhà Đường. Lúc lên kinh dự thi, trong khi những thí sinh khác vội vã đi thăm gặp và kết giao những người nổi tiếng, ông lại một mình ở khách điếm học hành. Đại văn hào Hàn Dũ lúc này đang tìm kiếm nhân tài, biết tin liền hỏi học trò của mình rằng: "New Senru đã đi nhờ vả người khác chưa?" Khi nghe được câu trả lời là không có, Hàn Dũ liền nói tiếp: "New Senru có học thức, có bản lĩnh, ta thực không đành lòng để một tài năng như vậy bị mai một." Nghe vậy, học trò Hoàng Phủ thực liền thưa: "Người có lòng giúp, nhưng hắn ta lại không chủ động muốn gặp. Lẽ nào người còn phải đích thân đến tìm sao?" Hàn Dũ nghe học trò hỏi thế liền cười đáp: "Tiến cử hiền tài cho quốc gia, có gì đâu mà phải nghĩ nhiều thế. Còn đến khách điếm đó đi, bảo rằng ngày mai ta sẽ gặp anh ta." Ngày hôm sau, lúc hai người họ đến nơi thì New Senru đã ra ngoài từ sớm. Hàn Dũ không ngần ngại mà viết mảnh giấy thông báo hai người họ đến thăm rồi dán ngay cửa phòng New Senru. Thấy Hoàng Phủ Thạch khó hiểu, Hàn Dũ đã giải thích. Làm như thế để New Senru không cảm thấy xấu hổ, đồng thời giúp hắn thanh minh với người khác. Đến ta hắn cũng không gặp, nói chi là người khác. Nhờ tính cách trọng nhân tài, lại biết cách giỏi đối nhân xử thế, luôn đặt mình vào vị trí người khác đó, mà người đời sau khi nhắc đến Hàn Dũ vẫn vô cùng kính trọng ông.